kỹ thuật chìm vào giấc ngủ trong 10 giây của quân đội Hoa Kỳ. Phương pháp thư giãn gương mặt, chân tay, thả lỏng vai, hít thở sâu, nghĩ đến mặt hồ tĩnh lặng, có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ chỉ trong 10 giây. Kỹ thuật ngủ kiểu quân sự được những người lính trong quân đội Hoa Kỳ sử dụng để thiếp đi nhanh chóng trong những tình huống khó khăn. Nó xuất hiện lần đầu trong cuốn sách Relax and Win: Championship Performance của tác giả Floyd Burkwind, xuất bản vào năm 1981. Tỷ lệ thành công là 96% chỉ sau 6 tuần luyện tập. Phương pháp gồm các thủ thuật như giãn cơ, thở và hình dung. Tiến sĩ Jess, bác sĩ nhi khoa và chuyên gia nắng xương ở Boston cho biết, đầu tiên, người tập cần thư giãn toàn bộ khuôn mặt, từ trán dần xuống má, miệng, hàm, lưỡi và mắt. Sau đó, bạn thả lỏng hai vai và tay để chúng buông tự nhiên theo hướng của trọng lực. Vị trí thả lỏng từ cổ, cánh tay, di chuyển dần đến bắp tay, cẳng tay và bàn tay bên phải, sau đó chuyển dần sang bên trái. Trong lúc đó, người tập tiếp tục duy trì thở sâu, chậm và thả lỏng ngực. Tiếp theo, bạn thư giãn đôi chân, bắt đầu với đùi phải, đẩy bàn chân chìm xuống giường, phạt kế và lặp lại với phần chân phải. Người tập cũng cần phải giải tỏa tâm trí. Nếu gặp khó khăn, hãy nghĩ đến một hình ảnh cố định, nhẹ nhàng trong đầu, chẳng hạn chiếc xuồng trên mặt hồ tĩnh lặng, yên bình. Lần đầu tiên tập luyện ngủ kiểu quân sự, mọi người có thể mất khoảng 2 đến 5 phút để chìm vào giấc ngủ. Sau một thời gian, giấc ngủ sẽ kéo đến trong vòng 10 giây khi bạn đã thành thục kỹ thuật. Các biện pháp này rất hiệu quả bởi nó giúp tâm trí tập trung vào hiện tại thay vì cho những suy nghĩ bất an, từ đó thư giãn các cơ trên cơ thể theo trình tự. Đây cũng là bản chất của phương pháp ngủ kiểu quân sự. Bởi cơ thể càng thư giãn, người tập càng ít cảm thấy căng thẳng và lo lắng hơn. Phương pháp ngủ kiểu quân sự rất giống với kỹ thuật thư giãn cơ tiến bộ. Thông thường mọi người không ngủ được vì tâm trí quá bận rộn hoặc có những căng thẳng về thể chất. Browning cũng đề cập đến những kỹ thuật thư giãn khác giúp mọi người dễ đi vào giấc ngủ, chẳng hạn như phương pháp thở chậm, sâu và thực hiện phép tính nhẩm hoặc đếm ngược từ 1000. Tôi cũng đã từng thử biện pháp này, nhưng phải mất 10 phút tôi mới chìm vào giấc ngủ.